Xin chào quý vị và các bạn. Metro số 1 đạt hơn 96,53% và cứ mỗi lần có tin thời gian về đích thì hôm sau sẽ xuất hiện ngay thông tin có nguy cơ làm đổ bể dự định đó. Mà đã rất nhiều lần như vậy nên người dân không còn tin nữa, bao giờ về đích cũng được, muốn trôi đi đâu thì trôi. Bởi vậy mỗi lần nghe tin tàu chạy thì nhiều người sẽ hỏi ngược lại tin có chắc chưa, vì họ đã mất niềm tin vào dự án nên cảm thấy hoang mang như đang phỉnh họ để lấy chút ít lòng tin cho một biểu tượng giao thông. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu rằng các cơ quan chức năng và chính quyền thành phố đang cố gắng hết sức để dự án sớm được hoàn thành như đã định. Họ có thể đưa ra những thông tin về tiến độ dự án một cách lạc quan cho thêm phần yêu đời, nhưng thực tế lại có những khó khăn, vướng mắc rất khó nhai, chưa thể giải quyết ngày một ngày hai được, cho nên điều này đã khiến người dân cảm thấy mâu thuẫn và không biết tin vào đâu nữa. Chúng ta rất mê công nghệ xây dựng đường bộ của Nhật Bản, xem họ như cây đa cây đề trong lĩnh vực này, không chỉ muốn Nhật Bản xây dựng tàu metro, mà còn muốn mời Nhật Bản xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Thông tin mới nhất được phía ta đưa ra là tới tháng 7 năm 2024 thì tàu metro số 1 chạy. Thế nhưng nhà thầu Nhật Bản thì không nghĩ như vậy. Có khả năng cao là họ tiếp tục cho ta leo cây. Metro số 1 đang hứng chịu cú nhảy thần tiên từ nhà thầu Nhật Bản. Vì vấn đề gặp rắc rối lớn, đang tập trung phần nhiều vào gói thầu CP3, thi công và lắp đặt cơ điện, do nhà thầu Hitachi chịu trách nhiệm với giá trị hơn 14.200 tỷ đồng. Nếu không được giải quyết kịp sẽ khiến dự án tiếp tục đội tiến độ. Dù chỉ còn chưa tới 5% công việc là đóng dự án, đã đến phút cuối mà nhà thầu Hitachi vẫn đặt metro số 1 vào thế bí, vẫn cố tìm cách moi tiền. Cho nên mới nhận ra hình như có cú chơi xỏ, nên có thể đến nước này thành phố Hồ Chí Minh mới nghĩ tới chuyện cần hợp tác metro với Trung Quốc, tìm đến Trung Quốc để phá thế phụ thuộc vào Nhật Bản, tránh cho Nhật Bản tàn sát túi tiền. Bởi có thông tin khá thú vị, là sau khi có tin rắc rối ở metro số 1 với nhà thầu Hitachi Nhật Bản, thì liền sau đó vào ngày 16 tháng 11 năm 2023, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu hợp tác chiến lược phát triển metro thành phố Hồ Chí Minh tới năm 2035 với Hiệp hội Đường sắt Đô thị Trung Quốc và Tập đoàn Metro Quảng Châu. Vậy thực hư như thế nào thì các bạn xem tiếp. Nhật Bản đã cung cấp đáng kể nguồn vốn thông qua vốn vay ODA cho dự án. Có thể nói nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ đó của Nhật Bản, thì dự án metro số 1 khó có thể ra được hình thù hoành tráng như hiện nay. 17 đoàn tàu đang nằm chờ, rồi họ cho sở hữu hệ thống dây nhựa mắc trên cột điện, chạy xuyên tâm thành phố trên một tuyến đường rất rộng rãi thông thoáng, toàn đi qua những vị trí có dãy skyline đẹp nhất nhì thành phố. Như đã biết, vấn đề gặp phải rắc rối to với nhà thầu Hitachi, mỗi bên hiểu nội dung hợp đồng mỗi kiểu cho nên xuất hiện hai mâu thuẫn khá lớn, chưa tìm được tiếng nói chung nên không nhượng bộ nhau. Đó là Hitachi đang tìm cách bòn rút thêm túi tiền người Việt, họ đòi chi phí phát sinh vì cho rằng phía Việt Nam cần phải trả chi phí thêm do tư vấn NGPT sử dụng sớm hệ thống đường sắt thiết bị của họ để phục vụ cho công tác huấn luyện đào tạo vận hành tàu metro. Phản bác lại thì phía tư vấn NGPT khẳng định các hoạt động đào tạo lái tàu do giảng viên của NGPT thực hiện có sử dụng tuyến chính đã được quy định rõ ràng trong hợp đồng gói thầu CP3 và đó là nhiệm vụ của nhà thầu hợp tác với NGPT mà không có quyền đòi thêm bất kỳ thanh toán chi phí nào ngoài bảng phân bổ chi phí. Vấn đề tranh chấp thứ hai là nhà thầu Hitachi khẳng định họ chỉ chịu trách nhiệm thử nghiệm tích hợp các hệ thống của riêng CP3 mà do họ làm. Họ từ chối trách nhiệm trong công tác thử nghiệm và vận hành thử cho toàn hệ thống. Việc này phía NGPT tiếp tục phản bác, vì chiếu theo các điều khoản của hợp đồng CP3, Hitachi phải có nghĩa vụ phải tích hợp với công trình của các nhà thầu khác, và Hitachi phải lập kế hoạch thử nghiệm và vận hành thử tích hợp toàn diện hệ thống. Kết quả trái ngược nhau nên hai bên đều không mấy vui vẻ. Để càng chậm thì tổn thất càng lớn, nên trong thời gian vừa qua, phía Việt Nam đã nhiều lần đề nghị gặp nhà thầu Nhật Bản, ký kết hợp đồng 5 năm cho công tác vận hành và bảo dưỡng, nhưng phía nhà thầu Nhật Bản lại từ chối gặp mặt với lý do không có thời gian nên chưa kịp chuẩn bị. Để phòng trường hợp xấu, khi Hitachi vẫn chây ý không thực hiện, chủ đầu tư sẽ báo cáo với chính quyền thành phố sự việc và có đề xuất giải pháp thay thế để đảm bảo tiến độ về đích. Giải pháp thay thế ở đây là gì thì không có thông tin. Còn tìm kiếm trợ giúp vấn đề khó với Hitachi, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị đã gõ cửa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và JICA Việt Nam. Ban Quản lý cũng đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị Bộ Ngoại giao,
và các cấp chính phủ trong các đợt làm việc với phía Nhật Bản để nêu vấn đề. Ngoài ra, theo báo Lao Động, hiện có 3 vụ kiện giữa nhà thầu và ban quản lý đang được đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, gói thầu CP2 thi công cho đoạn trên cao và depo có 2 vụ kiện tranh chấp, còn gói thầu CP3 có 1 vụ kiện tranh chấp theo đơn khởi kiện từ nhà thầu Hitachi. Một diễn biến khác khá thú vị trong tuần qua, khi Bí thư thành phố, ông Nguyễn Văn Nên, có chuyến thăm tới Quảng Châu, Trung Quốc. Trong đợt làm việc này tại Quảng Châu, thì hai bí thư đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Metro Trung Quốc cùng với Tập đoàn Metro Quảng Châu và Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Trong hợp tác, nghiên cứu chiến lược, phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035. Theo bản ghi nhớ này, Trung Quốc sẽ chia sẻ với Việt Nam công nghệ xây dựng, đào tạo nhân tài, kinh nghiệm vận hành và các giải pháp trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu, xây dựng hệ thống vận chuyển đường sắt. Và nói gì thì nói, nhìn tuyến Cát Linh Hà Đông do Trung Quốc xây dựng, chạy đã hơn 2 năm, đang ngày đêm cày cuốc kiếm tiền. Nên nhìn lại so với hợp tác với Nhật Bản với những người suy nghĩ đơn giản, thì dường như nhà thầu Trung Quốc có dịch vụ hoàn thiện tốt hơn, có tinh thần tôn trọng hợp đồng tốt hơn, không có tình trạng có cú nhảy bất tử ở phút cuối, đưa dự án vào thế hiểm khi chỉ còn mấy phần trăm công việc. Cho nên giả sử nếu Metro số 1 chọn hợp tác với Trung Quốc ngay từ đầu, có khi tàu Metro đã chạy được ở thành phố Hồ Chí Minh từ lâu rồi, chứ không phải giày vò lẫn nhau cho tới ngày nay. Tất nhiên ở đây chỉ suy đoán nên câu trả lời ngắn gọn là, có thể là chật lất nhưng cũng có thể đúng. Với việc ký biên bản ghi nhớ chiến lược với Metro Quảng Châu, cũng có nội dung vận hành bảo trì, đào tạo nhân sự, cho nên cũng có điều thú vị. Biết đâu chuyện đang xích mích với nhà thầu Hitachi không giải quyết được, thì các bạn thử nghĩ xem có khi lại có chuyện bất ngờ lớn xảy ra hay không.